đồng lỗ tô cá chi đê 25. Lấy cái miếng tôm chịu chịu ơi, có cái miếng cái hộp tiếp ở đâu để mình làm tra khuôn trước đi nha. Ok sai với nha. Cái này anh đang khóa nè. Còn ví dụ anh xả thì anh chỉ dần dặn vậy thôi chứ đừng dặn nhiều quá nha. Ok. Khóa thì phải chặt lại. Xả vậy thôi chứ đừng có dặn nhiều quá. Để vào quay quay luôn. Để giờ bên quay chạy máy xuống. Thứ gì em cũng lo thứ gì, cứ kéo lên thứ gì. Ừ đó. 70. Nắng lên mới là nó. Được không? Cái này không có phần nữa mà. Nó trời chắc luôn này ai cũng trời nó đừng trời luôn. Đi trên có đơn cho một cái